tại trụ sở của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc, phối hợp với đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và các tỉnh thành, đã tổ chức lễ giới thiệu tài liệu hướng dẫn công tác thanh tra phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và gian lận trong mua sắm công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mua sắm công có vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, mua sắm công lại là một trong những lĩnh vực có nhiều nguy cơ tham nhũng nhất. Theo ước tính trên thế giới, gian lận từ mua sắm công có thể chiếm từ 10 đến 25% tổng giá trị mua sắm công. Ở Việt Nam, mặc dù trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã thể hiện những cam kết mạnh mẽ, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, mua sắm công ngày càng hoàn thiện, nhưng những tiêu cực trong mua sắm công như tham nhũng, hối lộ, gian lận vẫn có những diễn biến phức tạp. Từ những nhận thức trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc đã xây dựng công cụ hướng dẫn công tác thanh tra, phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và gian lận trong mùa sắm công và áp dụng vào hoạt động thanh tra của Bộ. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá, bộ công cụ này sẽ là tiền đề để nâng cao nhận thức cũng như nhận biết các thủ đoạn, hành vi gian lận có thể xảy ra trong quá trình mua sắm công, tạo tiền đề trong việc tích cực nâng cao năng lực thanh tra đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung trong thời gian tới.